cái sư thánh già nó khỏe không bơm thì rồi biết rồi, xong rồi cái người đi giải phẫu, giải phẫu một lần về thì cũng sinh hoạt cũng bình thường. Ừ. Cái sau 10 năm bắt đầu là đứng không được nữa. Đúng. Đứng không được nữa xong thì là bác sĩ giải phẫu thêm một lần nữa. Ừ. Là bây giờ là coi như là 20 năm. Rồi đó là bắt đầu khoảng mấy năm gần đây thì con cảm giác là đau mà đi lực cục rồi càng lúc càng đau, càng lúc càng đau. Đúng rồi. Rồi mấy tuần trước á thì đau quá đó, nó sưng lên, nó đỏ, rồi con không đi được luôn, con chỉ nằm khóc thôi. Cái đó thì phải chườm đau lạnh. Rồi xong rồi cái con cái uống thuốc mà giảm đau. Rồi. Rồi giảm bớt rồi cái con uống thuốc người ta bài đó, thuốc nam, thuốc gì đó, chẳng ai bài gì con uống cái đó. Đúng rồi. Rồi chẳng cho bớt rồi xong rồi con tặng con về đây gặp thầy đó. Thực ra là cái khúc gối là của chị á, là chị phải đi chụp cái phim để coi cái gối nó bị gì. À, mà khi á, mà cái khúc gối á, mà nó bị sưng vậy á, thì nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất á, là nó do viêm khớp mà làm cho sưng khớp. Cái thứ hai nữa có thể là do cái khớp hai cái nó cạ nhau, tức là nó mất đi cái phần đệm này, và hai cái xương nó chạm nhau và nó làm cho cái chỗ đó nó bị va chạm và nó làm cho bị sưng lên. Dạ, thầy thật ra là có đi x-quang rồi, đi bác sĩ x-quang rồi thì cái xương hai cái nó không còn khoảng cách nữa, nó xong đó. Rồi những cái bụng của chúng ta đã bể, nó răng đó, ra đó thì bác sĩ rồi giải phẫu cho con về, nó hai lần rồi dao kéo, con sợ quá không về. Không phải, thành ra là cái đó thực ra là bây giờ đây nè, nó có cái địa chỉ ngày mai chị nói với cô Yến á. Dạ. Hay là chị chụp cái địa chỉ trong cái hộp này nó có nè. Dạ. Thì ở đường Hai Bà Trưng á, nó có bán cái đai. Cái đai đó là đai của cái khúc gối. Dạ. Và nó gắn vô cái đó vô. Dạ. Thì nó bơm hơi thì nó nâng cái khúc gối lên để nó không có bị chạm nữa. Chứ còn bây giờ mình có chữa nữa mà không có cái đó, bị nó mòn hết rồi. Rồi nó chạm nhau thì mình chữa cũng không có thôi vậy đó. Cũng bên đây luôn. Rồi. Bên đây nó chỉ mỗi lần đau bên đây thôi, bên đây không nào. Rồi. Nó chỉ bên đây bên cái bệnh này. Bên rồi biết rồi. Đó thì vậy đó. Thì ở đây mình điều trị á. Dạ. Thì có những cái trường hợp mình chạy ok, nhưng mà trường hợp này á là non ok rồi. Tại vì á là mình chỉ chữa giảm thôi, chứ còn nếu mà để mà nó là tốt á thì thứ nhất là đó, như là bác sĩ bên nói á, là giải phẫu. Cái thứ hai là chị nên mua cái bây giờ mỗi lần mổ khổ lắm. Bây giờ mua luôn cái đai đi. Mình nâng lên mỗi lần ở nhà thôi, còn là mình đi đâu ấy, thì mình mang cái đó theo càng tốt, mình nâng cái đó lên mình đi, nó không có bị cỏ sát nha, nó không bị bệnh. Rồi còn khoảng mấy tháng nay á, cái sao con ngủ thức dậy cái bắt đầu nó tê hai ngón tay này nè. Ừ. Mấy ngón này ok rồi, hai ngón này nó tê lần. Cái đó là do khúc xuống cổ này. Hả? Cái đó là do khúc xuống cổ nó bị chèn rồi thì nó làm đó. Rồi xong ok rồi, cứ về đi. Có người biết rồi. Chưa. Chưa đây. Ta rồi. Ta hỏi chưa? Ta rồi. Đau nhiều không? Ui. Ui. Hồi đó gì luôn bị đau vậy? Không, cái chỉ tê đau nhưng mà không có cái sức dở lên, cái tay dở lên thì nó cũng không có lên cao như mọi lần mà không tập kiểu như là. Cái tay nào bị? Tay này nhiều hơn, cũng là bên này, tay này cũng nhiều hơn. Bây giờ thử coi. Là kiểu như là nó căng hết cổ. Quay cái này biết rồi, nhưng mà rồi cái này vòng ra sao này căng? Lên. Mà tới đây thôi rung vậy đó hả? Rồi bỏ xuống, này lên. Không để hai lên cái rung gầm cặp gầm cái này bị chèn cổ ra. Mọi người thấy hai tay rung thế. Thank you.
ra ngoài. Alo. Ôi giời. Ôi giời. Giàn quá, chịu khó lắm. Mời ngồi đây. Chết quá đi, giúp đó. Rồi, ok, sao lên. Đang chặt các em. Sao, đang em. Khi đâu chính ghê vậy? Nắm chặt lên em. Ngã ra, ngã lên nè. Ngã ra, sao gồng dưới, ngã ra nè. Đó, cho nó để bình thường cho nó vậy. Ngã ra. Gồng dưới, thả lỏng ra nè. Xin thời gian chút. Phải dừng mình. Nghe đại đâu nghe. Vậy chúng mới lãng. Rồi nằm xuống. Tưởng này. Nhẹ nhẹ ra, ngồi lên giữ nhẹ ra, bị bà này phải đang đau. Quỳ lên vậy. Quỳ lên. Quỳ lên rồi đi. Mình mẩy là nó rạ hết rồi. Lên đoạn nằm đây. Rồi, hấp vô. Hấp vô, thả ra. Cái này sướng lắm, nó đứng gì. Bị kẹt cái cuộc sống cổ á, nên nó mới vậy. Rồi giờ đã rạn hết rồi, sướng gần chết. Rồi xuống, bước xuống. Rồi duỗi tay vô bắt tê bắt chân ta chưa? Nhưng mà thầy ơi, ngào bình thường thì không tê, chỉ ngào con ngủ thức dậy mới tê. Đúng rồi, vậy ngồi quay lại lưng đây. Rồi bây giờ giọng này lên, sát lên đi coi. Lên, dạ. Lên, mời thấy ngon lành không? Dạ. Thấy, rồi ta này. Ok, được rồi. Nằm ở đây, cái đầu ở đây, cái chân ở đây. Đó. Mình ngửa. Rồi, chân lại đây. Đó, ok. Đây, mổ rồi. Rồi. Mày dễ là em nhìn nữa. Mày chưa mở em được cổ hết à. Mày bắt buộc phải mang này. Mang này chuyên ngũ thì nó mang cặp nè. Nó mang cặp chứ đâu có ăn gái đâu. Mang cặp nữa. Gặp năm điều mấy nè. Ha. Năm điều mấy. 500 con hơn 20 triệu một. Chữa lại khớp gối. Mổ mấy chục năm rồi. Đây làm gì nữa? Gì? Gân nó cứng lắm. Nó xương nó cục cột hết rồi. Đau cổ vậy.
Trời. Bởi vậy nhiều người bởi nhiều người lại nói chắc lại đây sướng lắm. Cái thử ra làm sao phải không? Trời. Đầu chưa làm rồi. Đâu. Rồi nằm xuống. Rồi quay mặt như happy or happy. Rồi sao đó. Trời ơi sung sướng gần quay mặt qua đây. Rồi. Nghiêng lên nghiêng lên. Đó vậy đó. Rồi, cố gắng tí nữa đây thấy đâu. Cái mình nắm chặt ở đây không? Không có gì, nắm đây, hai tay nắm chặt vô. Đây đó, bấu vô. Đau chỗ nào đâu? Bà bấu một tay vô đau một chết. Rồi cái em ra nữa nha. Được cưng lắm nè. Rồi, ngồi dậy. Xong rồi đó. Rồi. Cho anh gì tránh được. Ê. Nhẹ nhàng ha. Thôi đúng rồi đó thầy ơi. Mừng quá hả? Rồi, chịu khó nắm chặt này chút. Đây xuống, đó. Rồi, chịu khó chút, nắm chặt chút. Ola la sô-cô-la. Bây giờ mới ác rồi, bây giờ đi thử coi. Nhẹ, hứng hứng luôn. Hay thiệt. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.